và mời mình tham gia phản biện của cả lớp. Hôm nay nhóm mình là nhóm 4 thì mình xin thuyết trình về câu hỏi là tại sao đồng đô la Mỹ lại trở thành cái đồng tiền phổ biến và được các nước trên thế giới sử dụng nó như vậy. Thì trước khi trả lời cho cái câu hỏi đó thì nhóm mình xin nói sơ qua về cái học thuyết giá trị tiền tệ và quy luật giá trị. Thì nó gồm có 4 phần. Phần thứ nhất là tiền tệ, phần thứ hai là quy luật giá trị, phần 3 là kết luận và cuối cùng là trả lời câu hỏi. Thì khái niệm lịch sử ra đời của tiền tệ trong thế giới hàng hóa, tiền là thứ phát triển tất yếu và lâu dài về quá trình sản xuất và trao đổi hàng hóa. Mỗi sản phẩm đưa ra trao đổi đều là hàng hóa, do đó các hàng hóa đều có giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi này mang giá trị bên ngoài của hàng hóa. Theo Marx Lenin thì tiền ra đời là quá trình tất yếu và lâu dài của quá trình sản xuất và trao đổi hàng hóa. Thì để phát triển thành những cái đồng tiền mà chúng ta xài như ngày hôm nay thì nó cũng đã trải qua rất là nhiều hình thái từ thấp lên cao. Thì để cho các bạn hiểu rõ thì mình xin giải thích từng cái hình thái cụ thể. Hình thái đơn sơ nhất đó là hình thái giản đơn hay là ngẫu nhiên của giá trị. Khi mà xã hội công xã nguyên thủy tan rã thì bắt đầu các hàng hóa thì trở nên dồi dào hơn. Lúc này dẫn đến có sự dư thừa về hàng hóa. Thì mình lấy ví dụ là khi một anh A có một con gà nhưng mà anh A muốn ăn cá thì lúc này anh A sẽ trao đổi giữa trao đổi con gà lấy 10 con cá. Thì tỷ lệ một con gà lấy 10 con cá này lúc đầu nó chỉ là một cái tỷ lệ ngẫu nhiên do hai chủ thể hàng hóa quy định với nhau thôi. Thì đó cũng là giải thích cho cái tên tại sao lại là hình thái ngẫu nhiên và hình thái giản đơn. Giản đơn tức là một con gà chỉ đổi lấy được một hàng hóa đó là con cá thôi và con gà sẽ không đổi lấy được các hàng hóa khác. Thì nó có tên gọi là hình thái giản đơn hay là ngẫu nhiên của giá trị. Đối với hình thái phát triển hơn, đó là hình thái mở rộng của giá trị, thì lúc này một con gà có thể đổi được lấy nhiều hàng hóa hơn, không còn là đổi được chỉ một con cá nữa mà nó có thể đổi được có thể là một cái áo, một cái gì hay là 5 kg táo. Thì lúc này áo, rìu và áo trở thành vật ngang giá so với con gà. Thì cái hình thức này á, nó cũng phát triển hơn cái hình thái giản đơn hay là ngẫu nhiên của giá trị. Tuy nhiên nó vẫn còn có hạn chế, tức là nếu mà anh có gà mà anh muốn đổi lấy áo nhưng mà anh bán áo anh lại không muốn có con gà thì lúc này cái sự trao đổi hàng hóa giữa hai bên sẽ không được diễn ra. Hoặc ví dụ thứ hai thì anh bán gà, anh có áo, anh muốn lấy áo nhưng mà anh bán áo anh lại không muốn lấy gà mà anh muốn lấy rìu. Còn anh bán rìu á, anh muốn lấy con gà nhưng mà anh không muốn lấy cái áo. Thì lúc này cái việc trao đổi hàng hóa nó lại diễn ra một cách trung gian nhiều lần, gây ra sự khó khăn. Vì thế để khắc phục cái hình thái mở rộng của giá trị á thì nó phát triển lên một cái hình thái chung giá trị, đó là hình thái phát triển hơn, đó gọi là hình thái chung của giá trị. Thì lúc này 5 kg táo, một cái rìu, một con gà sẽ quy đổi thành hàng hóa trung gian. Thì lấy ví dụ đây là cái hàng hóa là vải đi, thì 5 kg táo, một cái rìu, một con gà sẽ tương đương với một cái hàng hóa trung gian, đó là 10 mét vải. Thì lúc này á, anh bán táo, anh muốn có rìu á, thì anh phải đổi từ táo sang vải, rồi lấy cái vải đó để đổi sang rìu. Cái điều này thì nó sẽ khắc phục được cái nhược điểm của hình thái mở rộng của giá trị. Thì cái hàng hóa trung gian á, thì
thì thường thường người ta sẽ quy ước thành một cái sản vật của từng vùng, từng địa phương. Ví dụ như là ở vùng núi thì người ta thường sẽ lấy sừng các loài động vật hay là da các loài động vật để làm cái hàng hóa trung gian. Hoặc là ở những nơi vùng biển thì người ta sẽ lấy ngọc trai hay là những cái sản vật quý hiếm ở vùng biển đó để người ta làm hàng hóa trung gian cho việc trao đổi. Thì cái hình thái chung của những giá trị này có cái nhược điểm là nếu như mà muốn trao đổi hàng hóa giữa các địa phương với nhau, ví dụ như là hàng hóa ở vùng biển mà muốn trao đổi hàng hóa ở vùng núi thì lúc này sẽ xảy ra rất là nhiều khó khăn, vì anh ở trên núi anh sẽ không biết ngọc trai đó là như thế nào, hoặc là anh ở dưới biển anh sẽ không biết được cái sừng của các loài động vật hay là da của các loài động vật là như thế nào. Điều đó dẫn đến sự trao đổi hàng hóa giữa các vùng sẽ xảy ra rất nhiều khó khăn. Thì lúc này nó sẽ phát triển lên một cái hình thái phát triển nhất, đó là hình thái tiền tệ. Thì hình thái tiền tệ này á, nó sẽ sử dụng cái hàng hóa trung gian, lúc đầu là những cái hàng hóa kim loại nặng, về sau thì nó sẽ trở thành các cái hàng hóa như là vàng và bạc. Thì ví dụ như là 5 kg táo, một cái rìu, một con gà, giờ đây sẽ quy đổi thành 0,02 gam vàng. Thì lúc này cái việc trao đổi buôn bán giữa các vùng, giữa các địa phương sẽ trở nên dễ dàng hơn và thuận tiện hơn. Và đó là cái hình thái ra đời lịch sử của cái việc phát triển của tiền tệ. Và theo Marx thì tiền là hàng hóa đặc biệt, là kết quả của quá trình sản xuất và trao đổi hàng hóa. Tiền là vật ngang giá chung của các loại hàng hóa. Thì mình đi vào chức năng của tiền tệ, thì tiền tệ có 5 chức năng. Chức năng thứ nhất là thước đo giá trị, thì tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của các hàng hóa khác. Để thực hiện được chức năng này, có thể chỉ cần một lượng tiền tưởng tượng hoặc không cần thiết phải là tiền mặt. Giá trị hàng hóa biểu hiện bằng tiền gọi là giá cả hàng hóa. Đơn vị đo lường tiền tệ và các phần chia nhỏ của nó gọi là tiêu chuẩn giá cả. Thì mình lấy ví dụ là ví dụ như là giả sử một con ngựa được đổi lấy một cái lượng vàng, tức là tiền vàng thực hiện thước đo giá trị của một con ngựa. Sở dĩ tiền vàng cũng đo được giá trị vì tiền vàng cũng là hàng hóa, nó cũng có giá trị hao phí lao động để tạo ra một lượng vàng bằng với hao phí lao động để tạo ra một lượng tiền. Ngoài ra, hàng hóa được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định thì ta gọi đó là giá cả của hàng hóa. Ở đây giá cả của một con ngựa là một lượng vàng. Đối với chức năng tiếp theo là nó là phương tiện lưu thông. Tiền làm môi giới trong trao đổi hàng hóa. Khi tiền chưa xuất hiện thì việc trao đổi trực tiếp giữa hàng hóa này với hàng hóa kia. Khi tiền xuất hiện rồi thì quá trình trao đổi có tiền làm trung gian hơn. Hàng hóa được trao đổi từ tay người bán đến tay người mua, đồng thời tiền sẽ từ tay người mua chuyển đến tay của người bán. Khi tiền là phương tiện lưu thông đòi hỏi phải có tiền mặt trên thực tế, ví dụ như là vàng thoi, bạc, nén, tiền đúc, tiền giấy, tiền tín dụng. Chức năng thứ ba của tiền tệ đó là chức năng cất giữ. Tiền được rút khỏi lưu thông và cất giữ lại để khi cần thì đem ra mua hàng. Các hình thức cất giữ như là cất giấu, gửi ngân hàng. Có thể tiền vàng, tiền bạc, các của cải bằng vàng, bạc có giá trị mới thực hiện được chức năng này. Thì mình lấy ví dụ trong hình thái giản đơn á, thì người có gạo có thể đổi được hàng hóa, ở hàng hóa là táo, nhưng mà lúc này thì người có gạo không muốn đổi lấy táo nên cất gạo vào trong kho. Điều này dẫn đến mốc hay là làm hỏng sản phẩm và
dẫn đến giá trị của hàng hóa giảm đi. Nên khi tiền ra đời, nó có thể thực hiện được chức năng cất giữ. Người dân có thể rút tiền ra khỏi lưu thông để cất giữ dưới dạng tiền vàng để tín dụng. Chức năng thứ tư là phương tiện thanh toán. Kinh tế hàng hóa phát triển dẫn đến một trình độ nào đó tất yếu sẽ nảy sinh việc mua bán triệu. Tiền là chức năng phương tiện thanh toán, tức nó được dùng để chỉ trả sau khi công việc đã hoàn thành, như trả tiền mua hàng triệu, trả nợ, nộp thuế. Chức năng cuối cùng là tiền tệ thế giới. Khi trao đổi hàng hóa mở rộng ra bên ngoài biên giới quốc gia và hình thành quan hệ buôn bán giữa các nước, thì chức năng tiền tệ thế giới ra đời. Làm chức năng tiền tệ thế giới thì phải là tiền vàng hoặc tiền tín dụng được công nhận là phương tiện thanh toán quốc tế, ví dụ như là các đồng tiền mạnh hiện nay như là đô la, euro, thì đó là các đồng tiền mạnh mà các bạn có thể sử dụng nó để có thể mua hàng ở các nước. Về quy luật giá trị, thì nội dung của quy luật giá trị là sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở giá trị của nó, tức trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết. Ví dụ như là bạn làm cây viết 2 tiếng đồng hồ, nhưng xã hội làm cây viết chỉ có mất 1 tiếng thôi, thì cây viết đó có giá trị của việc lao động 1 tiếng đồng hồ, chứ không, nó không lấy cái lao động cá biệt, tức là một là 2 tiếng của bạn. Tác động của các quy luật giá trị: điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa, kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Thì người sản xuất nào có hao phí lao động cá biệt nhỏ hơn hao phí lao động xã hội cần thiết sẽ trở nên giàu. Muốn vậy phải cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức quản lý sản xuất, thúc đẩy lực lượng sản xuất của xã hội phát triển. Điều đó làm phân hóa những người sản xuất hàng hóa thành người giàu và người nghèo. Và cái phần cuối cùng là phần trả lời cho cái câu hỏi là vì sao đồng đô la Mỹ trở thành đồng tiền thanh toán phổ biến nhất thế giới. Thì như các bạn đã biết là sau hai cuộc chiến tranh thế giới thì Mỹ đã vươn thành một cái cường quốc kinh tế dẫn đầu trong việc sản xuất các thiết bị máy móc, kỹ thuật khoa học. Nông nghiệp cũng rất phát triển, do đó hầu hết tất cả các nước đều phải trao đổi và mua bán hàng hóa với Mỹ. Mà chức năng của tiền tệ thì như mình đã đề cập thì nó dùng để trao đổi. Vậy nên nếu muốn trao đổi và buôn bán với Mỹ thì các nước phải sử dụng đồng tiền của Mỹ. Điều này dẫn đến đồng tiền Mỹ trở nên phổ biến và được sử dụng trong thanh toán quốc tế. Thì đó là phần trả lời của mình và kết thúc cho cái phần thuyết trình của nhóm 4 của mình. Thì phần cái phần ok, thì cảm ơn phần chương trình của nhóm. Cảm giác nó từ từ chậm rãi thôi, nhưng mà rõ ràng là nhóm đã tìm hiểu rất kỹ luôn phần lý thuyết nhóm nói, là như là một bán nữa chắc có bạn nào thắc mắc thì thầy nói lại thôi, chứ nó như là nó đầy đủ hết tất cả rồi, chỉ thiếu một số phần, một số phần nhỏ thôi. Rồi bây giờ thầy thấy nhóm chưa thuyết trình xong là có nhiều câu hỏi lắm nè, ta cùng làm việc ở trên Android nha. An ơi, show cái màn hình đi. Quay show màn hình đi thôi.
Rất nhiều câu hỏi hay đúng không? Nhớ sẽ chọn nha. Rồi nhớ là đi đến cùng một câu hỏi nha mấy đứa. Mình biết thì mình trả lời câu hỏi là giá trị của tiền ảo được tính dựa trên yếu tố nào? Tại sao Bitcoin lại có giá cao như vậy mà cho nó không được các quốc gia trên thế giới công nhận? Theo mình biết thì giá trị của tiền ảo dựa trên các yếu tố như là cái tính năng thanh toán của nó, cái hiệu suất của tờ tiền, như độ bảo mật và cái khả năng gia tăng hiệu quả trong việc áp dụng cái đồng tiền đó. Còn tại sao Bitcoin giá cao như vậy mà cho nó không được các quốc gia công nhận? Nó vẫn được các quốc gia, không phải tất cả các quốc gia đều không công nhận, một vài quốc gia lớn vẫn công nhận đồng tiền Bitcoin, mà những quốc gia đó thì tại những nước mà có nền kinh tế lớn. Vì vậy ví dụ như là ông Elon Musk chẳng hạn, ông ấy đầu tư vào Bitcoin thì chắc chắn thì đồng tiền này sẽ lên. Hoặc là những người như là những người lớn, những người giàu, những người tỷ phú trên thế giới, ví dụ như Elon Musk có cái chính sách là mua xe trả bằng Bitcoin hoặc là những cái gì đó thì đồng tiền sẽ tăng lên, tăng về mặt giá trị. Theo mình nghĩ là vậy, còn bạn có phản biện gì không? Bitcoin thì mình tiện cái tiền tệ thì dùng để trao đổi hàng hóa, còn Bitcoin thì nó không có thể trao đổi hàng hóa, thì nó có được xem là tiền tệ không? Còn Bitcoin mình thấy nó vẫn có thể trao đổi hàng hóa nhưng mà ít thôi. Mình mới ví dụ là nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới vẫn mua các sản phẩm lớn như là xe cộ hoặc là cái gì đó có thể trả bằng Bitcoin, như là xe điện của Elon Musk, hoặc là mình chỉ biết cái xe điện của Elon Musk có thể giờ mua và trả Bitcoin. Mình cảm ơn câu trả lời của bạn. Nhưng mà bây giờ cái xe điện nó còn được thanh toán bằng Bitcoin đúng không mấy đứa? Hình như là không á thầy. Nó vậy nè, ông Elon Musk ông chơi đẻo vậy nè, ông mua như cho ông dự trữ một lượng lớn Bitcoin luôn. Cái ông một cái wish là Tesla của ông đồng ý thanh toán bằng Bitcoin, cái giá nó đẩy lên tới trần luôn, cái ông bán ra, ông bán ra hết Bitcoin xong ông kêu nói là giờ Bitcoin không được chấp nhận ở Tesla được, cái ông chuyển qua cái tiền khác. Ông cứ như vậy mà thu tiền mặt hoặc đô la về. Vậy mình thấy Bitcoin nó, cái giá trị của nó không phải là dựa trên cái yếu tố bảo mật, nó cũng không phải là dựa trên cái gì mà có đứa nào biết là cái tiền ảo nó, cái yếu tố của nó tăng giảm dựa trên cái gì là chủ yếu không biết đâu. Biết đâu niềm tin thầy, mình thấy trên thị trường tiền ảo thông tin hả, độ phổ biến hả, dựa trên niềm tin, tin nó lên thì nó sẽ lên. Ok, tin nó lên thì nó sẽ lên đúng không? Đúng rồi, niềm tin là đứa nào mới nói đúng rồi, niềm tin là một phần đó. Nhưng mà ở trong thị trường người ta không gọi đó là niềm tin là ở trong tâm lý thôi, còn trong thị trường mấy đứa biết này gọi là tiền nhiều. Cho dù trong thị trường tiền ảo nếu như mà cung nó tăng đó, tức là người ta bán ra nhiều thì giá nó rớt, người ta mua nhiều giá nó cao, thì đó cũng chính là cái biểu hiện bên ngoài thôi, là kết quả thôi, còn cái nguyên nhân sâu xa của nó. Ok, độ tin cậy cũng không chưa chắc đâu ha. Vậy thì Bitcoin nó đâu có độ tin cậy rồi đâu mấy đứa, thầy nghĩ là Bitcoin nó 0% tin cậy luôn đó. Hành vi rồi cái... hả sao chứ em, hành vi người tiêu dùng hay sao thầy?
thành viên người tiêu dùng hả? Chưa, nó thực chất á là nó phụ thuộc vào cái kỳ vọng của người mua và người bán, đúng không? Là người ta kỳ vọng rằng á, cái đồng tiền này sẽ được thanh toán trong tương lai, cho nên người ta mua nhiều, mà mua nhiều cũng tăng, rồi còn cầu tăng đẩy giá cao, mà tới họ có một cái thông tin gì đó nó nhiễu cái người ta kỳ vọng đó, rồi cái độ kỳ vọng người ta giảm xuống, cái giá nó giảm theo. Vậy thì theo mấy đứa là dân chuyên ngành công nghệ á, mấy đứa nghĩ á, ví dụ như vàng ha, là khi mà không phải là tiền thì vàng có thể làm trang sức, có thể làm kim loại, có thể đồng rút này kia. Vậy thì Bitcoin bản thân của nó có giá trị giống như vàng. Bây giờ thì Bitcoin bản thân nó có giá trị giống như vàng. Tức là ví dụ như giờ không làm tiền thì có thể đem nó vô ráp phần mềm hay là làm gì đó, có thể không? Không thể. Không, yeah. Tức là giá công nghệ, giá công nghệ này hỏi giá công nghệ thì các nhà thừa nhận là Bitcoin nó không có giá trị, đúng không? À, vậy thì trong lớp mình có bao nhiêu bạn đầu tư Bitcoin này không? Có không nữa bây giờ? À, vậy thì nếu như nó bản thân nó không có giá trị và nó sống nhờ cái sự kỳ vọng của người khác nên nó mới bị dễ dao động, đúng không? Như mình ví dụ như là cổ phiếu nó cũng không có giá trị bản thân của nó, không có giá trị mà nó chỉ nằm về gọi tư bản giả thôi. Nó cũng sống nhờ vào sự kỳ vọng của người khác, nhưng sự kỳ vọng của người đó có cơ sở khoa học. Tức là khi đầu tư cổ phiếu vào một cái công ty nào đó, họ kỳ vọng nó tăng, thì những người mà chơi cổ phiếu chính thống thì đầu tư cổ phiếu chính thì họ sẽ hiểu được là cái nó sẽ tăng khi mà nó coi cái bản cáo bạch hay là cái bản đầu tư của cái doanh nghiệp đó trước khi cái thời gian này, coi là nó đầu tư vào những dự án nào, như nó có khả năng sinh lời hay không, rồi bao lâu nó sẽ kết toán, và bao giờ là có tài chính của nó sẽ có lãi, thì lúc đó là người ta đầu tư, đó là đầu tư cái độ tin cậy người ta có căn cứ đàng hoàng, vào đàng hoàng, có độ kỳ vọng của Bitcoin là không có bất kỳ căn cứ nào, là chỉ theo những nguồn thông tin gọi là thông tin dựa trên yếu tố chủ quan, cho nên Bitcoin nó cứ lên xuống liên tục. Ủa vậy giờ tại sao tiền giấy á phát hành theo dự án luôn á hả? Ờ, à, đến này thì coi thử coi ha, thầy cũng làm hả? Vậy thôi, sao tiền giấy mới được? Rõ ràng tờ giấy in rồi xé dụng rồi chứ có làm gì, không phải là tiền thì nó mà tờ giấy lộn thôi. Vậy tại sao nó lại được trao đổi thanh toán mà Bitcoin lại không được bây giờ? Thực chất là bây giờ tôi nhớ không có quốc gia nào, chỉ có Ukraine là mới gian nhóm là thanh toán Bitcoin ha, còn lại là không thấy luôn. Tại sao tiền giấy nó cũng không có giá trị như Bitcoin vậy đó, nhưng mà nó vẫn được lưu hành, và Bitcoin thì không được mấy đứa? Suy nghĩ cho hết cái vấn đề này luôn. Sao kỳ ta? Cái thì ảo, cái thì có tờ giấy thì tờ giấy nó cũng in ra hết rồi, có lại bị được đâu, đâu có xóa được đâu. Rồi tờ giấy đó không làm tiền thì cũng đâu làm được gì được đâu. Mà tại sao tiền giấy được lưu hành của Bitcoin thì không? Ok, Đức Hồng và Nhật Tân ha. Hãy không bị tiêu quên. Đúng rồi đó. Có ai có ý kiến gì nữa không? Đưa lên luôn nha. À, nó hữu hình, cái hữu hình của nó không có giá trị. Vậy thì hai bạn Đức Hồng và Nhật Tân nói đúng rồi đó. Lý do thứ nhất là tiền giấy nó được một quốc gia in ra để tượng trưng cho sản lượng vàng sở hữu, mặt sâu xa hơn nữa là tượng trưng cho một cái dạng hàng hóa sở hữu hiện hữu trên quốc gia đó. Và thứ hai là nhà nước phải được tập trung sản xuất tiền chứ không cho tư nhân sản xuất tiền. Mà mình thấy nếu như bây giờ mà chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ, hay là ở nhà thầy có ông anh thầy ông có nghề đi đào bi, mấy đứa biết bi không, thì ông cứ lấy máy tính ra hay lấy điện thoại ra, ông nhà nó chụp cái máy vậy đó, ông cứ bấm đào mỗi ngày một ngày, ông cũng lấy được tiền. Vậy thì tiền tệ là vật trung gian để mua hàng hóa. Điều gì sẽ xảy ra khi mà tiền có quá nhiều mà hàng hóa thì quá ít? Lúc đó đồng tiền sẽ mất dần giá trị của nó, đúng không? Vậy cho nên cái việc mà để cho tư nhân mỗi người có thể tham gia tạo ra tiền thì cũng không thể đối với bất kỳ quốc gia nào, cho nên Bitcoin chắc chắn nó sẽ không sống được, và chắc chắn nó sẽ không tồn tại được. Và những người đầu tư nó chắc là đầu tư cho sự kỳ vọng, và cái rủi ro đầu tư dường như là gần 100%. Mà cái gì mà đầu tư rủi ro càng cao thì cái tỷ suất sinh lời nó cũng càng cao, cái tỷ suất chết đi nó cũng càng cao, cho nên là những người đầu tư Bitcoin thì mình nghĩ là những người đó rất là mạo hiểm. Rồi vậy thì mình đi tiếp câu hỏi khác, mình đi xong cái vấn đề tiền ảo của mình rồi đó. Rồi các bạn,
Xin trả lời câu hỏi là người ta nhắc đến từ lạm phát à, là sự mất đi giá trị của một loại tiền tệ. Vậy có thể thay thế loại tiền tệ này bằng một loại tiền khác để loại bỏ sự lạm phát không? Mình nghĩ là chắc chắn là không mà. Lạm phát là do nền kinh tế của một đất nước suy thoái, hoặc là khi nhà nước in quá nhiều tiền thì mọi hoặc là sản phẩm trong một đất nước bị quá khan hiếm thì giá tiền mua một sản phẩm đó sẽ tăng lên. Ví dụ như là tình trạng của Venezuela, mà ví dụ nếu Venezuela in một đồng tiền khác để thay thế đồng tiền cũ thì mình nghĩ đồng tiền đó chắc chắn sẽ lạm phát, tiếp tục lạm phát. Còn muốn loại bỏ lạm phát thì phải thay đổi từ gốc rễ, từ nền kinh tế đến thì mới loại bỏ lạm phát, chứ không thể thay đổi loại tiền được. Đó, đó là câu trả lời của mình. Câu phản biện này. Chờ những bạn phản biện thì mình sẽ đi vào câu hỏi tiếp theo. Thì tiền giấy và tiền xu được ra đời như thế nào? Tại sao ngày nay người dân thường dùng tiền để trao đổi mà không phải là vàng? À, thì mình á nhắc lại là cái tiền á là tiền là loại hàng hóa đặc biệt, thì nó là gắn liền với nó là hình thái tự nhiên và gắn liền với hình thái nhân giá của trong xã hội. Thì bạn cứ tưởng tượng như là nếu bạn mua một ổ bánh bánh mì thì nó sẽ có giá trị như là 0,001 gram gram vàng gì đi, thì không lẽ là bạn phải là cân làm sao đủ 0,01 gram vàng đó để trả, thì nó sẽ không 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 kiểu như nó sẽ rất khó khó. Trong cái đó thì tiền thì bạn đưa 5.000 một ổ đi thì bạn sẽ có cái mệnh giá đó, bạn sẽ trao đổi nó dễ hơn. Với lại nếu mà mình sử dụng vàng để trao đổi thường xuyên á thì vàng nó kiểu như là nó sẽ hao hụt đi, kiểu như là từ 5 gram vàng thì nó sẽ xuống 4,8 gram thì đó. Thì trong khi tiền, nếu mà tiền nó sẽ cũ cũ nhưng nó vẫn sẽ giữ được cái mệnh giá của cái tờ tiền đó. Nếu mà cũ quá hoặc hư mình có thể đem ra ngân hàng đổi tờ tiền mới. Thì câu trả lời của nhóm mình về câu hỏi này thì đến đây hết. Thì bạn có phản biện gì không ạ? Theo nhóm bạn thì tiền là phương tiện để trao đổi hàng hóa. Vậy theo các bạn, nếu nhà nước in tiền miễn phí và phân phát cho người dân thì việc này có hợp lý hay không? Thì đương nhiên là không rồi các bạn. Nếu mà lượng tiền trong lưu thông nó tiền là vật nhân giá với hàng hóa, nhưng mà nếu mà tiền nó quá nhiều đi thì lúc đó thì nó cái tiền nó cũng là hàng hóa, thì rất là nhiều tiền nó sẽ đổi ra, nó Nó sẽ bị lạm phát. đúng rồi, nó Ví sẽ dụ bị nhà nước cho mỗi nhà 10 tỷ chẳng hạn. Rồi mình lấy 10 tỷ mình đi mua đất thì chắc chắn người khác sẽ bán nâng cái giá tiền của đất lên 10 tỷ nữa. Tại vì ai cũng có tiền mà. Thì đồng tiền sẽ mất giá trị. Nó sẽ phụ thuộc vào cái nền kinh tế với lượng hàng hóa. Còn phân phát nhiều tiền thì ai cũng giàu rồi thì người ta sẽ quan tâm đến cái giá trị của hàng hóa sẽ tăng lên. Mình nếu mình phản biện như vậy bạn có đồng ý không? chờ bạn nhắn cho tôi là thì mình sẽ đi tiếp câu
Như thế nào là đồng tiền mạnh? Các tiêu chí để đánh giá đồng tiền mạnh. À, theo mình á thì đồng tiền mạnh á là đồng tiền nó cái tỷ lệ lạm phát nó rất là thấp, thì như là đồng USD hiện nay đi, thì cái tại sao cái mà đồng tiền USD lại mạnh đó, thì là hiện nay có rất nhiều cái quốc, thứ nhất là các có rất nhiều các quốc gia đang sử dụng ô dùng USD là cái đồng đồng tiền chung cho của cái nước đó, thì để mình kiếm các quốc gia đó mà. Thì các quốc gia đó như là Ecuador, El Salvador và Đông Timor thì đang dùng cái đô đô la Mỹ đó để làm cái đồng tiền chung, thanh toán chung của cái quốc gia đó. Thứ hai á thì tiêu chí thứ hai đó là do kiểu như là khoan khoan, để mình trả lời câu này khoan. Thì mình trả lời câu hỏi như thế nào đồng tiền mạnh, thì đồng tiền mạnh thì được coi là đồng tiền mạnh đó là đồng tiền có nhu cầu lớn, có mức cung nhỏ trên thị trường. Thì đồng tiền mạnh thì thường gắn liền với những cơ sở có nền kinh tế mạnh. Rồi mình xin trả lời câu hỏi thứ hai, đó là các tiêu chí để đánh giá một đồng tiền mạnh. Thì mình tìm hiểu thì có 5 tiêu chí, đó là sự ổn định của đồng tiền. Sự ổn định là tiêu chí đầu tiên để đánh giá của một đồng tiền mạnh, phải giữ được sự ổn định thị trường. Tiêu chí thứ hai đó là sự sử dụng phổ biến. Thì đồng tiền mà muốn phổ biến thì nó phải được chấp nhận ở hầu hết các quốc gia. Rồi đồng tiền của một nước nào đó, nó phải được trao đổi lưu thông một cách rộng rãi, phổ biến. Thì đó là tiêu chí thứ hai. Tiêu chí thứ ba đó là nó có sự tác động vào các đồng tiền khác. Đó là một nó có tác động với các những đồng tiền của các quốc gia khác. Thì đó là tiêu chí thứ ba. Tiêu chí thứ tư đó là nó có chênh lệch cao hơn với mức các đồng tiền khác. Đó là sự trao đổi giữa các đồng tiền khác với đồng tiền đó, thì nó có mức độ trao đổi cao hơn thì nó sẽ là đồng tiền mạnh hơn. Rồi tiêu chí cuối cùng đó là nhu cầu thương mại của các quốc gia phát hành. Thì nhu cầu thương mại thì đồng nghĩa với là đồng tiền này cần trao đổi và lưu thông lớn. Từ đó nó sẽ, bởi vì nhu cầu trao đổi lớn thì nó thì cái đồng tiền này nó cần phải có nhiều, nó phải có một sự lưu thông lớn hơn, nó gọi là nhu cầu thương mại. Mình xin kết thúc câu hỏi trả lời mình. Bạn có ý kiến gì không? Vậy theo nhóm bạn, nếu trường hợp nhà nước in tiền miễn phí và phân phát cho người dân xảy ra, thì hậu quả của nền kinh tế quốc gia, hậu quả thì lúc đó sẽ là một đất nước chúa tể lạm phát, lúc ấy đồng tiền sẽ mất giá trị, không còn một giá trị nào nữa, vì in tiền miễn phí ai thích bao nhiêu in bao nhiêu mà, chỉ là tờ giấy thôi. Vậy nếu một quốc gia phát triển ai cũng có tiền, dẫn đến lạm phát không? Nếu vậy, nếu một quốc gia phát triển ai cũng giàu với lại ai cũng có tài sản ấy. Còn ví dụ mà ai cũng có tiền mà người ta không có tài sản gì thì ai cũng có tiền à? Vậy trường hợp ở trên là nhà nước in miễn phí ai cũng có tiền, nhưng mà tài sản bản chất của nhà nước đó, ở của quốc gia đó nó ít, ví dụ như Venezuela thì đất nước cũng sẽ lạm phát.
anh có phản biện gì không ạ? Kéo lên trên qua tí coi. Ủa là sao chứ những cái nước quốc gia giàu thì nó không bị lạm phát hay sao? Quốc gia phát triển, ai cũng có tiền. Vậy có dẫn đến lạm phát không? Anh có tiền đây là ý bạn là nhà nước in tiền miễn phí đúng không? Phật pháp này sao? Cách phát triển á, thì cái khả cái nước đó thì thường là nước xuất siêu, nên là cái hàng hóa, cái vật chất là cái sản xuất ra thì thường thường rất là nhiều. Khi mà hàng hóa có nhiều như vậy thì nó thường thường nó sẽ ít lạm phát hơn. Vậy tóm lại lạm phát là tốt hay xấu mấy đứa? Phát là xấu này. Phát là xấu hả? Giờ trả lời hết mấy câu hỏi này, suy nghĩ cái lạm phát tốt hay xấu nha. Ở trên này thấy còn mấy câu liên quan lắm luôn. Theo nhóm bạn, đô la Mỹ phổ biến vì Mỹ là cường quốc kinh tế. Vậy liệu đồng nhân dân tệ của Trung Quốc có thể thay thế được không? Mình nghĩ mọi cái đều có thể được. Đồng mình nghĩ đồng 100 năm nữa thì đồng Việt Nam đồng sẽ thay thế. À, mình nói đùa thôi. Đô la Mỹ thì nó Mỹ các bạn biết Mỹ là cường quốc kinh tế thì vì vì vậy là mọi cái nước muốn trao đổi hàng hóa mua bán gì đặc biệt về vũ khí thì phải có đồng đô la. Còn những nhiều sản phẩm khác như nông sản chất lượng của Mỹ hoặc là những máy móc hay là cái gì đó thì đa số người ta sẽ ưa chuộng Mỹ, vì vậy là đồng đô la sẽ luôn phổ biến. Và lượng vàng của Mỹ cũng là vàng cũng là Mỹ nắm chuồng về lượng vàng, sản lượng vàng cũng như là kim loại quý hiếm, vì vậy muốn mua thì cũng phải là sử dụng đồng đô la. Còn đồng nhân dân tệ của Trung Quốc có thể thay thế được không? Thay thế được khi là Trung Quốc nó trở thành cường quốc số 1 về kinh tế, khi mà mọi sản phẩm gì hay là hàng hóa thì người ta ưa chuộng Trung Quốc, người ta sẽ mua, thì lúc ấy người ta sẽ sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, thì lúc đó thì Trung Quốc cũng có thể thay thế được. Còn bây hiện tại thì khả năng Trung Quốc như thế là không thể. Trong tương lai thì có thể nếu Trung Quốc trở thành cường quốc số 1 về kinh tế. Vậy giờ Trung Quốc số mấy rồi mấy đứa? Giờ Trung Quốc số mấy rồi? Số 1. Trung Quốc số 1 nhưng mà cái bình quân chi đầu người của nó vẫn rất thấp, tại vì dân số nó lớn nên nó sản xuất ra nhiều sản Không, rất nhiều. thường mà đánh giá một nền kinh tế lớn nhất thế giới về quy mô á, là người ta sẽ đánh giá trên tổng cái GDP của quốc gia đó, cả xuất khẩu nhập khẩu luôn, xuất khẩu nhập khẩu luôn, chứ người ta không đánh giá trên bình quân đầu người. Đánh giá trên bình quân đầu người, đánh giá về mức sống của dân cư. Vậy thì bây giờ Trung Quốc nó là nền kinh tế lớn nhất thế giới rồi đó, vậy thì sao tiền tệ của nó vẫn không được chấp nhận thay Mỹ? Vậy được. Mình thấy có những nghịch lý trong cuộc sống này ha. Thì em nghĩ là kinh tế của nó vẫn chưa phủ rộng như là của Mỹ, và nó chỉ đồng tiền nó chỉ nó phổ biến chung trao đổi trong nước. Còn về đồng đô la thì vẫn vẫn giữ giá trị và nó vẫn được sử dụng rộng rãi hơn đồng nhân dân tệ rất nhiều.
Không, Trung Quốc bây giờ nó chơi với châu Phi, nó chơi với Lào, nó chơi với Campuchia, nó chơi tùm lum luôn. Mà mình thấy ở bên Campuchia á, thì nước nào nó cũng chấp nhận hết mấy đứa. Mà tiền Mỹ vẫn là thống trị, mà tiền Trung Quốc vẫn chưa thống trị. Trong khi là Campuchia phụ thuộc vào 80% kinh tế vào Trung Quốc luôn. Tại sao lại không? Mỹ nó có cái nguồn cung dầu mỏ từ nước Á Đông, nó nắm trữ lượng dầu mỏ lớn thì Mỹ nó sẽ kiểu như là nó sẽ bán dầu mỏ bằng USD, nên nó sẽ bắt các nước khác nó sẽ phải quy đổi sang USD để trao đổi mua bán dầu với nó. Còn hàng Trung Trung Quốc thì nó chơi với các nước kia, các nước nhỏ đó thì nó sẽ biết nó sẽ cho được các nước nhỏ đó mượn tiền và bắt các nước đó nó sẽ trao đổi bằng nhân dân tệ, nhưng mà cái nguồn dầu mỏ thì như đây ở Mỹ thì nó thì là nắm được cái nguồn cung dầu mỏ thì sẽ nắm được cái gì đó của nguồn tiền tệ của thế giới gì đó. Em cũng không học sơ về câu đó. Ok, vậy thì link với cái bài học của mình, mấy đứa có thấy là tại sao trong cái hình thái chung á, cái hình thái chung là cái cấp bậc thứ ba của hình thái giá trị á, tại sao trong một cái vùng đó rất nhiều sản phẩm mà họ lại thống nhất một sản phẩm nào đó là sản phẩm có vật nhân giá chung, đúng không? Ví dụ như trong một vùng đó vừa nuôi bò, nuôi dê, nuôi cừu, rồi trồng cây này cây nọ mà người ta lấy cừu là vật nhân giá chung, hay là tại sao người ta lấy vả là vật nhân giá chung? Vậy thì cái vật nhân giá chung trong mỗi cái vùng đó nó được đánh giá bằng cái việc mức độ phổ biến của cái hàng hóa đó, tức là hàng hóa đó phải dồi dào trong cái vùng đó. Yếu tố thứ hai á, là cái gia bộ tộc mà sản xuất ra cái sản phẩm đó, đó là phải đi buôn bán với nhiều cái chỗ khác nhau. Vậy thì mình thấy Mỹ á, cho dù tiền đó là tượng trưng của tiền vàng, cho nên lúc trước là Mỹ nó sử dụng cái bảng vị vàng, là nó quy định ra là có bao nhiêu vàng sản xuất đã xuất ra bao nhiêu tiền từ ngân sách nhà nước, nhưng bây giờ nó dùng cái bảng vị dầu mỏ, tức là nó sẽ còn bao nhiêu dầu mỏ nó sẽ phát hành bao nhiêu tiền. Vậy thì không phải vấn đề là nằm ở vàng hay là tiền, vấn đề là sản phẩm cái hàng hóa nào mang cái tố chủ đạo mà nó quan trọng nhất trong một nền kinh tế thì nó sẽ quyết định cái đồng tiền của nền kinh tế đó mạnh yếu. Và thứ hai là mình thấy là cái hàng Trung Quốc đó, thầy đoán là nếu như nó vẫn giữ chính sách như bây giờ thì cho 1.000 năm nữa đi chăng nữa, nó có hùng mạnh nhất thế giới bỏ xa cái nước còn lại thì tiền của nó cũng khó có khả năng mà có thể trở thành tiền tệ thế giới. Bởi vì cái hàng Trung Quốc đó, mấy đứa có nghe cái vụ nó phá giá đồng tiền, có nghe vụ Tập Cận Bình chưa, phá giá đồng tiền à, thay vì á, cái đồng đô la Mỹ á, nó hạ giá xuống á, thì cái đồng nhân dân tệ nó giữ giá, thì cái tỷ giá hối đoái là trao đổi quy đổi giữa nhân dân tệ và đồng đô la Mỹ á, ở một cái tỷ lệ ngày càng ngắn hơn. Vậy thì khi xuất khẩu ra đó thì cái Trung Quốc trở thành một nước nhập siêu chứ không phải nước xuất siêu, lý do là trao đổi bằng đồng đô la không, mà đồng đô la đang giảm giá mà, cho nên là ông Trung Quốc cũng chơi ông phá giá luôn, tức là thay vì tỷ giá hối đoái là do thị trường quyết định thì ông áp đặt luôn, áp đặt cái đồng nhân dân tệ giá rất thấp luôn để làm gì, để nâng cái cán cân thương mại lên thành nước xuất siêu, thành cường quốc xuất siêu để trở thành một nền kinh tế lớn nhất thế giới. Vậy cho nên chính vì những cái vai trò chơi đểu như vậy, và thậm chí mình thấy cửa khẩu Việt Nam mình á, khi mà nó dịch thì nó chặn không cho thanh long mình qua, cho tới hồi mà tới Tết cái cam canh ở bên Trung Quốc á, mà nó nhiều quá nó không thể tiêu thụ hết á, cái nó mở cửa ra cái nó cho mình qua, cái nó cho nó về, cái giờ nó xuất khẩu xong bắt đầu nó đóng dần cửa khẩu. Vậy thì cái cách chơi cho Trung Quốc là cách chơi đểu như thế, cho nên là thường khi nó có đại diện trong nền kinh tế lớn nhất thế giới giao dịch nhiều, nó vẫn mang cái hàm ý chính trị trong nó, và người ta vẫn ghét cái việc đó, mà người ta không thích trao đổi đó. Để chơi với Mỹ thì nó sòng phẳng đúng không, là tiền của nó cho dù mai mốt có vấn đề gì đó mình giữ tiền của nó mình đi trao đổi với nước khác cũng được mà không có giá trị mà theo giá trị thị trường. Còn tiền Trung Quốc đó, mình đi trao đổi nước khác đụng cái Trung Quốc nó phá giá đồng tiền đó, cái mình nắm 1 triệu đô giờ 1 triệu nhân tệ giờ còn có 800 nhân tệ là chết không à. Vậy thì cái vấn đề nó còn hàng hóa tượng trưng này, nó còn vàng tượng trưng, nó còn uy tín của một quốc gia nói lên cái mức độ phổ biến. À, ok, xong câu này nữa ha, mà nhóm tiếp tục. Tiền tệ thay đổi qua rất nhiều thời đại, từ lúc trao đổi từ những cục sắt cho tới vàng bạc và đến hiện tại là tiền giấy polymer.
và những thay đổi này đều mang ý nghĩa rất tích cực cho mọi người. Hiện nay với công nghệ 4.0 thì tiền ảo ra đời là Bitcoin với chính thức của bạn đã như vậy. Bạn hãy đánh giá như thế nào về bản chất của đồng tiền ảo này? Liệu rằng trong tương lai nó có thể thay thế hoàn toàn bằng tiền mặt hay những dòng tiền hiện có hiện tại hay không? Thì mình xin trả lời cho câu này thì mình thấy cái bản chất của đồng tiền ảo này nó ảo quá. Tại vì cứ nó cứ lên xuống vậy đó thì nó không rất là khó để quy định cái giá trị của hàng hóa. Này lên mai xuống, mà lên thì lên rất nhanh và xuống thì cũng xuống rất nhanh. Thì cái đồng tiền này nó bất ổn quá. Thì mình nghĩ trong tương lai thì mình khó có thể nói trước, thì nhưng mà hiện tại thì mình thấy nó không thể thay thế mà hoàn toàn bằng tiền mặt được, hay là những đồng tiền đang ở hiện tại vì nó quá bất ổn. Với lại như thầy nói nãy thì nó cái giá trị của nó thì đang dựa trên cái mà người đang tin tưởng nó thôi, chứ nó khó mà có thể quy đổi cái sang cái vật khác thay thế được. Thì câu trả lời của nhóm mình hết, thì bạn có ý kiến về câu trả lời này không ạ? Thì trong khi chờ bạn ý có ý kiến thì mình sẽ đi tiếp vào câu trả lời tiếp theo. Tiền tệ thường đi kèm lạm phát. Giá trị của vật chất ngang giá với tiền tệ cũng tăng theo. Như thế khoảng cách giữa các giai cấp cũng tăng theo. Người giàu tiếp tục giàu, người nghèo tiếp tục nghèo. Thì bạn nghĩ sao về vấn đề này? Nó có phải là tác dụng phụ của tiền tệ? Bạn chờ mình ít phút. Đó để mấy hành vi giống mình suy nghĩ một xíu thì trong khi chờ thì mình đi câu trên đi. Thì bạn có đồng ý với ý kiến là đô la Mỹ trở thành đồng tiền thế giới có phải do Mỹ buộc các nước dầu mỏ phải mua bán bằng đô la hay không? Thì cái này thì nó không giúp, nó kiểu như là một phần thôi. Thì Mỹ, cái đồng tiền Mỹ nó trở thành đồng tiền chung của thế giới cũng rất nhiều lý do, như là tỷ lệ lạm phát nó cũng rất thấp. Vì cái mình có đọc một bài là cái đồng 100 đô la thì Mỹ nó hiện tại nó không có, nó kiểu như sức tiền là rất, nó ngưng sức tiền là cái đồng 100 đô la rồi, nên cái tiền của Mỹ nó được kiểm ngặt không có cái việc rất trẻ. Thì thứ hai thì cái nền kinh tế của Mỹ nó đang rất là tốt, thì cái qua cái vụ dịch Covid vừa rồi á thì Mỹ nó cũng tung mấy cái tung gói cứu trợ, thì
trăm ngàn đô gì đó, thì nó cũng cái lúc đó thì tỷ lệ lạm phát của Mỹ cũng rất là thấp luôn, thì mình nghĩ là đó là lý do mà cái đồng tiền Mỹ nó trở thành mà đồng tiền chung. Thì câu 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 tiếp đó thì nhóm mình có bạn nào trả lời được không? Cảm ơn nhóm bạn. Rồi còn cái câu lạm phát với giàu nghèo này chưa trả lời được đúng không nhóm? Alo nhóm ơi. Dạ chưa thầy. Nhớ còn câu nào nữa không? À, như một con meta đang tạo ra vũ trụ ảo trong tương lai, họ tạo ra đồng tiền riêng cho xã hội ảo này. Và rõ ràng những điều này có sự tích cực nhất định có thể trao đổi hàng hóa, và đâu là nguyên nhân những quốc gia như Mỹ không chấp nhận được nào? Thì đúng rồi. Nó phải thường là do beta của ông Mark Zuckerberg là nó không có nắm quyền lực về chính trị, cho nên một quốc gia mà nó có cái nền chính trị vững vàng như Mỹ thì nó sẽ không chấp nhận cái việc đó, tại vì tiền tệ kinh tế sẽ quyết định kiến trúc hạ tầng đúng không, cho nên ai nắm quyền về kinh tế sẽ quyết định về chính trị luôn, cho nên là thường là nó khi cái sự tác động trở lại là cái kiến trúc hạ tầng nó sẽ có cái xu hướng là nó bảo vệ cái cơ sở hạ tầng sinh ra nó, cho nên là Mỹ, cái chính trị của Mỹ, nhà nước của Mỹ nó đương nhiên phải bảo vệ cái cơ sở kinh tế của nó. Vậy thì cái câu lạm phát này thầy hỏi mấy đứa ha. Vậy nếu như mình nói giá trị của hàng, giá trị của vật ngang giá với tiền tệ cũng tăng, tiền tệ thường đi theo lạm phát, thì giá trị vật ngang giá với tiền tệ cũng tăng, thì giá trị của vật chất ngang giá này là gì? Các bạn đặt câu hỏi thì ví dụ cho thầy đang nói cái giá trị của cái vật ngang giá này là gì, là hàng hóa hay là vàng hay là sao? À, kia ơi. À, giống như là vật phẩm và rau củ thứ thôi. À ok. Bây giờ thầy hỏi cả lớp ha. Cái giá trị của những cái vật chất đó, các vật phẩm đó đó. Khi mà tiền lạm phát thì giá trị các vật phẩm đó nó có tăng không? Mấy đứa. Ví dụ như một cây bút á, khi lạm phát thì cái giá trị của nó có tăng không? Dạ không. Sao không qua? Em nghĩ là giá trị nó thì nó cũng như như vậy, nhưng mà cái số tiền cũng là hàng hóa, thì lúc đó hàng tiền nó rất là nhiều thì nhiều tiền nó sẽ đổi được cái món đó, nhưng mà giá trị của cái bút đó thì nó vẫn như vậy thôi, em nghĩ là vậy. Vậy thì giá trị của nó ở đây là cái gì Khoa? Cái mà công cái việc số giờ để làm ra được cái cây bút đó hay là À đúng rồi ha. Khoa là giống mấy ta? Khoa là giống 4 ha. Để cộng thêm điểm cho Khoa. Đúng rồi, chính xác rồi. Mình thấy cái giá trị của hàng hóa là một cái bất biến, nếu như có lạm phát thì nó vẫn không thay đổi. Tại vì
bao nhiêu giờ làm ra cái bút đó không phải do tiền tệ quyết định, mà do sự cải tiến của máy móc thiết bị quyết định, hoặc là do sự năng động của người lao động quyết định, đúng không? Thay vì ngày xưa 2 giờ làm một bút, giờ đưa máy móc vô thì 3 giờ, thì 1 giờ làm được một cái chẳng hạn, thì đó là do cái sự cải tiến trong lực lượng sản xuất. Chứ tiền tệ không bao giờ làm tăng cái giá trị của bất kỳ cái vật phẩm nào. Ủa nếu như mà tiền tệ không tăng giá trị của vật phẩm, vậy tại sao rõ ràng lạm phát lên thì cái giá cây bút nó cũng tăng vậy ta? Vậy cái tăng của cái vật chất nó là cái gì mấy đứa? Cái sản phẩm đó, cái tăng của nó thực chất là cái gì mấy đứa? Mấy đứa ơi, cái tăng thực chất là cái gì? Cái số lượng tiền trong lưu thông thì cái số lượng tiền và thực chất là cái không phải giá trị của nó thay đổi mà giá cả của nó tăng theo cái lạm phát. Lạm phát là sự mất giá của đồng tiền, tức là giá cả của các hàng hóa các tăng lên. Vậy thì trong những trường hợp nhất định đó, ngày xưa thì đúng như người ta nghĩ là lạm phát sẽ đem lại yếu tố tiêu cực hoàn toàn, nhưng mà bây giờ là các quốc gia, cái nền kinh tế học người ta cho rằng là lạm phát trong một chừng mực nào đó nó đã vẫn đem lại cái yếu tố tích cực. Tích cực ở chỗ nào? Tích cực ở chỗ là khi mà lạm phát tăng ở một mức vừa phải đó mới nữa thì sẽ kích thích những cái doanh nghiệp sản xuất ra nhiều hơn, tại vì cái giá tăng đó kích thích sản xuất nhiều hơn để tạo ra nhiều cuộc cải hơn. Và mình thấy khi mà kích thích tạo ra sản phẩm nhiều hơn thì nó sẽ làm cho cái cuộc cải trong xã hội nó dồi dào hơn, và cuộc cải xã hội dồi dào hơn đó, thì căn nguyên của vấn đề là cuộc cải chứ không phải căn nguyên vấn đề là tiền tệ. Nó tiền tệ chỉ là biểu hiện về mặt hàng hóa nổi thôi. Thì khi cuộc cải quá nhiều đó, thì quốc gia nó sẽ có cơ sở để phát triển. Vậy thì người ta thường nói là lạm phát dưới 2 con số, tức là dưới 10% là lạm phát tốt, còn lạm phát trên 10% là lạm phát phi mã, là lạm phát xấu. Cho nên lạm phát dưới 10% thường là mang yếu tố tích cực. Vậy thì sao mình thấy nói là cái giá trị là cái không thay đổi mà cái hành giá cả nó lại thay đổi là sao? Mấy đứa giờ ví dụ như là giờ nè, rõ ràng cái thời gian á, cái hao phí lao động mà để làm ra một chiếc iPhone là nó như nhau. iPhone 13 là như nhau, tất cả iPhone 13 đều như nhau, chừng nào lên iPhone 14 mới khác nhau. Vậy tại sao mới mở bán ra cái iPhone 13 thì giá 50 triệu cái đầu tiên đi, mấy cái sau 30, 20 từ từ mà tới họ ra tới iPhone 17, 18 là iPhone 13 còn 7, 8 triệu. Vậy sao cùng một cái thời gian tạo ra mà giá trị của hàng hóa, giá cả hàng hóa nó lại thay đổi như thế? Hay ví dụ như cái khẩu trang đi, tại sao lúc này khẩu trang giá cao, tại sao lúc kia khẩu trang giá thấp vậy mấy đứa? Lý giải như thế nào ta? Tắt cái xe giùm thầy đi nha Cao Khoa. Ok, nhóm đã hoàn thành rất xuất sắc các bạn thuyết trình của mình ha, và mời các bạn cùng vote cho nhóm. Nhớ là tất cả các thành viên đều vote cho nhóm và như vote cho nhóm thành viên trong nhóm mình ha. Và vậy thì cái phần lý thuyết mà về cái hình thái của giá trị đó, thầy sẽ không nói lại được, tại vì nãy thấy nhóm làm ok quá rồi, thầy sẽ không nói lại được. Thầy có nào không hiểu gì thì hỏi thầy, thì nói lại thôi, còn thầy nói lại được ha. Và cái việc mà chuyển biến cái tiền vàng thành tiền bạc thành tiền giấy á, thực chất là đúng là do những cái yếu tố của vàng bạc á, là nó có tính đồng nhất. Tức là hồi xưa nếu lấy con cù làm vật duy giá chung á, thì có con cù mập, con cù ốm, con cù gầy, con cù béo, rồi lấy vải có vải thô, vải thưa, vải tùm lum vải hết trơn. Và thậm chí lấy con cù về mình lấy nó để nhằm mục đích mốt mình đem mình đổi đồ thôi, mà bây giờ về phải chăn nó, phải nuôi nó, phải hốt phân cho nó nữa, phiền phức lắm. Cho nên họ chuyển sang tiền vàng tiền bạc, nhưng mà tiền vàng tiền bạc họ thấy là trao đổi á, vàng bạc có sự hao mòn á. Nhưng mà rõ ràng là đút cái tờ tiền nó ra, cái tiền vàng ghi là bao nhiêu đồng á, thì cho dù có đổi nó có mòn thì chăng thì giá trị của nó vẫn là 1 đồng, chứ không có xuống 0.809 đồng gì hết. Cái họ mới hiểu ra được rằng thực chất cái miếng vàng, cái miếng bạc này chỉ là một ký hiệu của tiền tệ, chứ bản thân nó không phải là tiền tệ thực chất mà nó là ký hiệu. Vậy thì họ chỉ cần tìm ra được một cái vật chất nào là ký hiệu thôi, chứ họ không cần làm ra cái bàn bạc này được. Cho nên họ phát minh ra tiền giấy, giấy dễ in nè, dễ sản xuất nè, dễ cầm đi nè, đúng không? Rồi nói chung nhiều cái đồ đặc tính của nó, cho nên họ sản xuất tiền giấy. Và chính vì căn nguyên sản xuất là tiền giấy, tức là từ một cái nó có sẵn trong tự nhiên là vàng bạc và cái hữu hạn, và hữu hạn của nó rất gần, thì phát triển ra một cái tiền giấy. Và cái tiền giấy là cái vô hạn, tức là con người có thể trồng cây lại để cây rừng rồi làm giấy lại. Cho nên từ một cái hữu hạn đưa một cái vô hạn, nó làm tạo
tạo tiền đề cho sự lạm phát, đúng không? Và lạm phát chỉ là lạm phát tiền giấy chứ không bao giờ có việc lạm phát tiền bạc ha. Cho nên là trong cái quá trình mà mình thực hiện thước đo giá trị nè, mình thực hiện lưu thông thì mình có thể sử dụng tiền giấy được, nhưng mà khi đem vào cất trữ thì người ta thường là cất trữ tiền vàng chứ không ai cất trữ tiền giấy cả, đúng không? Cho nên mình thấy ông bà mình hồi xưa là có tiền mua vàng xong cất. Vậy thì tiền vàng là không có sự lạm phát, mà lạm phát biểu hiện bằng giá cả thực chất là tiền giấy mà không, cái tiền vàng này không có sự lạm phát. Vậy thì trả lời cho cái yếu tố hồi nãy mấy đứa là ông quy luật giá trị thì mình biết rồi, đúng không? Nhưng mà mình thấy là tại sao á cái khẩu trang á vẫn 5 phút làm ra một cái khẩu trang, 1 giờ làm ra một hộp khẩu trang, thì rõ ràng 1 giờ làm một khẩu trang không bao giờ thay đổi, nếu máy móc thiết bị vẫn trong môi trường mật đó thì không thay đổi. Nhưng mà bữa nay á, trước khi dịch á, khẩu trang nó giá 100.000, nó giá 30.000, sau dịch, trong dịch cái nó lên 100.000, 200.000, sau dịch cái nó xuống còn 50-60, cái nó lên xuống vậy. Vậy thì cái quy luật giá trị của ông Các Mác cũng giải thích rằng là giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị, và giá cả mới là cái thay đổi, còn giá trị trong một chừng mực nào đó khi mà năng suất lao động chưa tăng lên thì cái thời gian nó mới để làm ra một sản phẩm là không thay đổi, là bất biến, trong trường hợp đó bất biến tương đối trong trường hợp. Vậy thì nhưng mà giá cả nó cũng không phải muốn dao động sao để dao động, nhưng mà nó y như một con rắn dây leo vậy, nó leo lên leo xuống nhưng nó vẫn đi đúng quanh cái trục giá trị của nó. Ví dụ như là mình thấy khi mà giờ cái khẩu trang á ở ban thời đầu có 30.000 thôi, rõ ràng là cái nguồn cầu nó thấp hơn nguồn cung cho nên là giá thấp. Tự nhiên bùng dịch lên cái nguồn cầu tăng lên, cái giá nó tăng lên vượt ra khỏi cái giá trị cao, giá trị là khoảng 100-200 gì đó, cái xong cái tới đỉnh của 100-200 rồi thì mấy cái thằng nguồn cung ở trong thị trường nó lại thấy bán giờ có lời quá, súng nhau nó đổ xô vô nó sản xuất ra khẩu trang. Còn người tiêu dùng thì họ thấy là giờ giá khẩu trang này cao quá, thôi chuyển sang khẩu trang vải, thậm chí là không ra đường luôn. Vậy thì hai bên nó có hành vi như thế cho nên nó làm đảo ngược lại cái cán cân cung cầu, làm cho cung tăng cao và cầu giảm xuống, và khi cung tăng cầu giảm thì giá sẽ giảm, và lúc đó giá nó sẽ xuống cái đáy parabol thứ hai và nó thấp hơn cái giá trị của hàng hóa. Và cứ như thế mình thấy cứ quy luật cung cầu tác động sở thích thị hiếu thì làm cho cái giá cả nó quay liên tục, nhưng mà nó quay thế nào quay nó cũng chạy xung quanh cái trục giá trị của nó và không rời xa khỏi cái trục giá trị của nó. Và đó là căn nguyên của mọi nền sản xuất hàng hóa. Cho nên khi mà muốn đưa một cái sản phẩm vào thị trường á, trước hết là mình phải xác định được cái giá cả, cái giá trị của nó, tức là cái thời gian hao phí hay là cái sự tổn hao về thần kinh, cơ bắp, sức lực của mình bỏ ra để mình làm ra sản phẩm đó. Thứ hai là mình phải căn cứ vào cái thị hiếu, cái sở thích, cái cung cầu của thị trường đó. Vậy thì khi mình xác định được giá trị rồi thì mình sẽ xác định được một cái khoảng giá cả xung quanh cái giá trị đó, và mình căn cứ vào cái scale thị trường, căn cứ vào sở thích thị hiếu của từng vùng thị trường khác nhau thì mình sẽ định giá nó cao hoặc thấp hơn giá trị. Và thường là mình muốn nó bằng cao giá trị chứ không phải muốn giá nó thấp hơn. Vậy thì khi mà một nhà kinh tế, thậm chí là một người đầu tư cổ phiếu mà họ thấy được cái vấn đề này trong thị trường thì họ sẽ dự đoán được rất là hay, nhất là trong thời kỳ dịch này, hay nói với mấy đứa đúng không? Khi mà thấy được rằng là cái sản phẩm trong thị trường cái nguồn cung nó rõ ràng, khi mà dịch thì không ai mà lại đi mua cái nhà đất làm gì hết, tại không có tiền mua làm gì, cho nên là người ta bán lên, và thậm chí là lúc đó mua cũng cho thuê được, cũng không có thu lợi nhuận được, cho nên là thường người ta bán nhiều, và chính vì bán nhiều cung lớn cầu cho nên giá cả thấp, cho nên là mấy hàng nhà giàu nó sẽ canh lúc mà cung lớn cầu đó nó nhảy vô, và chính cái hành vi nhảy vô của nó sau một thời gian thì làm cho cán cân cung cầu đảo ngược lại và giá bất động sản bắt đầu tăng lên và nó sẽ bán ra. Đó là quy luật kinh tế cơ bản, quy luật kinh tế học cơ bản chứ không chỉ là kinh tế chính trị Mác Lênin đâu ha. Ông Mác thực chất là ông kế thừa và ông lý giải nó về mặt kinh tế học chính trị thôi, nhưng các nhà kinh tế trước đó họ đã thừa nhận cái vấn đề này rồi. Thì slot của mình đến đây thôi đó. Ok, em thấy cái phần thuyết trình của cái nhóm hôm nay á, là các bạn đã đi quá hay và quá đủ luôn rồi. Thầy sẽ không nói lại về cái phần lý thuyết nữa mà các bạn sẽ đọc. Nếu có thắc mắc gì thì có sau các bạn có thể hỏi thầy. Và cái phần phản biện hôm nay của chúng ta đó, mình đưa ra rất nhiều câu hỏi và cái phần trả lời của nhóm cũng làm rõ rất là nhiều cái vấn đề luôn. Và mình đi thường là đúng trọng tâm hơn, cho nên là hôm nay là đạt được mục đích cuối cùng của cái việc mình thuyết trình ha. Và nhắc lại là các bạn nhớ vote điểm nha mấy đứa ơi. Rồi slot này mình